Lễ hội chùa Thầy từ xa xưa đã nổi tiếng được nhiều người biết đến, gắn liền với di tích chùa Thầy được xây dựng cách đây hơn 1.000 năm. Đây cũng được xem là một địa danh nổi tiếng của mảnh đất xứ Đoài. Hàng năm có hàng vạn du khách từ khắp nơi đổ về với mong muốn được thưởng thức cảnh đẹp, được hòa mình vào dòng người chảy hội. Bên cạnh phần lễ và phần hội, lễ hội chùa Thầy năm nay sẽ được bổ sung nhiều điểm mới. Bên cạnh đó vẫn chú trọng phục dựng nguyên bản theo sử sách dân gian, các nghi lễ rước trên cơ sở tham vấn các nhà nghiên cứu. Huyện Quốc Oai đã khôi phục trang phục tế lễ truyền thống cho các cụ cao niên của 4 thôn. Toàn bộ các đội rước sẽ sử dụng thống nhất các mẫu trang phục theo từng vai vế quy định của từng thôn. Đây được xem là điểm mới nhất của phần lễ năm nay. Trong phần hội, bên cạnh trình diễn múa rối nước trong suốt 3 ngày, các trò chơi dân gian truyền thống tiếp tục được tổ chức đan xen ở khu vực sân trung tâm chùa cổ Long Trì và chùa Long Đẩu. Khi rời 45 ki-ốt bán hàng ngoài cổng chùa ra khu vực bãi đỗ xe, ban tổ chức cũng bố trí lực lượng an ninh phân luồng giao thông và kiên quyết xử lý tình trạng họp chợ, bán hàng rong ở lòng đường, nhất là khu vực trước đình Đa Phúc, trước nhà văn hóa thôn Thụy Khê, khu vực và cổng phụ di tích chùa Thầy. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 4, tức mùng 5 đến mùng 7 tháng 3 âm lịch, ban tổ chức lễ hội không thu vé thắng cảnh tham quan di tích chùa Thầy để tạo điều kiện cho du khách đến hành lễ và tham quan.